Vào khoảng 13 giờ 20 chiều qua tại tổ 12 khu phố 5 phường Long Bình thành phố Biên Hòa, đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế BC03, công an tỉnh Đồng Nai và công an phường Long Bình bắt quả tang đối tượng Lê Nguyễn Thanh Huy về hành vi buôn bán hàng cấm. Qua khám xét tại chỗ ở, đoàn phát hiện và tiến hành niêm phong tạm giữ 7 loại pháo hoa dạng hộp, dạng ống dài, pháo dây, bịch pháo banh, v.v. Tổng cộng thu giữ 350 hộp pháo các loại với khối lượng gần 500 kg. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện 210 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu 555. Toàn bộ hàng hóa vi phạm cùng đối tượng vi phạm đã được lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý.